Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Theo kết quả khảo sát tại điểm bầu cử quốc hội, đảng cực hữu của bà Marine Le Pen giành được chiến thắng lịch sử trong vòng đầu tiên khi dẫn đầu với 34% số phiếu. Đây sẽ là thất bại lớn đối với Tổng thống Emmanuel Macron, người đã kêu gọi tổ chức bầu cử sớm sau khi nhận kết quả tồi tệ trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu đầu tháng này. Số phiếu bầu mà đảng cực hữu nhận được cao hơn các đối thủ cánh tả và trung dung. Mặt trận Nhân dân mới giành được 28,1% phiếu, còn Liên minh của Tổng thống Macron giành được 20,3% phiếu. Kết quả sơ bộ này phù hợp với các cuộc khảo sát dư luận trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Trước viễn cảnh ảm đạm như vậy, phe đa số của Tổng thống Macron gồm các đảng Phục Hưng, Phong trào Dân chủ và Những Chân Trời đã có nhiều cố gắng nhằm thay đổi cục diện. Nhưng trong thời gian quá ngắn ngủi, Liên minh Cùng Nhau Vì Nền Cộng Hòa này đã không đưa ra đề xuất đột phá nào trong chương trình hành động, mà chỉ lặp lại hoặc mở rộng một số nội dung có trong chương trình tranh cử lập pháp năm 2022. Đáng chú ý nhất là chủ đề cải thiện sức mua cho tầng lớp trung lưu, một điểm nhấn mà phe đa số muốn giới thiệu. Nhưng đây cũng là chủ đề hàng đầu trong chương trình hành động của các đối thủ Tập hợp Quốc gia và Mặt trận Bình dân mới. Bởi trong điều kiện kinh tế xã hội chồng chất khó khăn, đảng phái nào cũng phải đưa ra quan điểm về chủ đề này. Để bao quát chủ đề sức mua, phe đa số đưa ra khẩu hiệu kiếm tiền nhiều hơn và chi tiêu ít hơn, với những cam kết được cho là sát với thực tế hơn so với các nhóm còn lại. Thủ tướng Gabriel Attal, người đảm nhận vai trò lãnh đạo chiến dịch của phe đa số, đã không đi quá sâu vào việc phân tích thực tế mà tập trung phê phán các đề xuất mà phe này gọi là cực đoan, thiếu tính khả thi của các đối thủ. Ông tuyên bố nếu tiếp tục làm thủ tướng sau bầu cử, tiền thưởng chia sẻ giá trị, còn gọi là tiền thưởng Macron hay tiền thưởng sức mua dành cho người hưởng lương, sẽ được tăng lên 10.000 euro một năm so với mức 3.000 euro hiện tại. Chính khách này cũng tái cam kết sẽ điều chỉnh lương hưu theo lạm phát và giảm hóa đơn tiền điện 15% vào mùa đông tới nhờ cải cách thị trường điện châu Âu. Ngoài ra là một số ưu tiên khác như đề xuất thành lập quỹ giúp đỡ tầng lớp trung lưu nhằm hỗ trợ cải tạo thêm 300.000 căn hộ từ nay đến năm 2027 hoặc xây dựng thêm 400 nhà máy và tạo 200.000 việc làm trong lĩnh vực công nghiệp trong cùng thời gian. Thất bại trong cuộc bầu cử, phe cực hữu trong Nghị viện châu Âu đã khiến phe đa số có cái nhìn thực tế hơn, đặc biệt với quyết định không đề cử ứng cử viên tại 65 khu vực bầu cử mà họ tự đánh giá là không có cơ hội giành chiến thắng. Mục đích của phe đa số là tạo điều kiện cho các ứng cử viên của đảng trung hữu, những người Cộng hòa, những người mà họ có thể liên minh, hoặc để ngỏ đấu trường cho hai đảng viên cấp tiến, đảng cực hữu và Mặt trận Nhân dân mới đối đầu nhau. Tổng thống Macron muốn thông qua các hòm phiếu để thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu hữu ích nhằm ngăn chặn đà tiến của phe cực hữu. Trái ngược với sự bi quan của phe đa số, phe cực hữu đang tỏ ra rất tự tin và tràn đầy hy vọng giành quyền thành lập chính phủ mới sau bầu cử. Với một chương trình vận động tranh cử thực dụng và mị dân, đảng cực hữu cũng kêu gọi bỏ phiếu hữu ích để ngăn chặn phe của Tổng thống và hướng tới một đa số tuyệt đối trong quốc hội mới. Chủ tịch đảng cực hữu Jordan Bardella đã tuyên bố trên truyền hình, nếu ngày mai người Pháp đặt đất nước vào tình thế bế tắc với một thủ tướng không chiếm đa số tuyệt đối, thì chúng ta sẽ không thể thay đổi mọi thứ. Ngay sau khi Tổng thống Macron tuyên bố giải tán quốc hội và tiến hành bầu cử sớm, đảng cực hữu đã làm rõ quan điểm của mình về vấn đề hưu trí, một chủ đề được rất nhiều người dân Pháp quan tâm. Chủ tịch đảng cực hữu nhanh chóng đưa ra cam kết rằng nếu đảng cực hữu lên nắm quyền, ông sẽ bãi bỏ luật hưu trí năm 2023 của Tổng thống Macron. Một dự án mà ông cho là không hiệu quả về mặt kinh tế và bất công về mặt xã hội. Tuy nhiên, đảng cực hữu muốn trước hết tập trung cho các ưu tiên khác cấp bách hơn, chẳng hạn vấn đề sức mua đang bị xói mòn do hóa đơn điện và năng lượng tăng quá cao. Trong khi đó, ra mắt ngày 10 tháng 6, Mặt trận Nhân dân mới là một liên minh đối lập với phe đa số của Tổng thống và đảng cực hữu, được tập hợp từ các đảng cánh tả gồm nước Pháp bất khuất, đảng xã hội, đảng cộng sản Pháp, đảng xanh sinh thái châu Âu và đảng chống tư bản mới. Mấu chốt trong chương trình là hành động của Mặt trận Nhân dân mới là đoạn tuyệt với cái cũ sau đúng 15 ngày cầm quyền đầu tiên nếu phe này giành chiến thắng.
Để thu hút cử tri, Mặt trận Nhân dân mới đưa ra rất nhiều đề xuất mà đôi khi không nói rõ nguồn tài chính ở đâu. Đầu tiên là các dự án công bằng xã hội, bao gồm việc giới hạn giá trần các nhu yếu phẩm thiết yếu như thực phẩm, năng lượng và nhiên liệu. Tiếp đến là bãi bỏ cải cách bảo hiểm thất nghiệp và cải cách hưu trí, tạm dừng các dự án cơ sở hạ tầng lớn, giải cứu các bệnh viện công và áp dụng giáo dục hoàn toàn miễn phí. Sau giai đoạn 15 ngày đầu tiên, Liên minh cánh tả sẽ bước vào giai đoạn thứ hai, được thực hiện trong 100 ngày tiếp theo. Mà mấu chốt sẽ là các luật lớn về sức mua, y tế và giáo dục, cũng như các quy hoạch sinh thái, với việc tập trung vào sản xuất, năng lượng tái tạo. Ở giai đoạn thứ ba, dài hạn, Mặt trận Nhân dân mới sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền Cộng hòa thứ 6 và tái công nghiệp hóa nước Pháp. Cuối cùng, chính phủ của Mặt trận Nhân dân mới sẽ tìm cách chấm dứt các hiệp ước thương mại tự do và hiệp ước ổn định tài chính châu Âu. Ngày 30 tháng 6, người dân Pháp đã tham gia vòng 1 cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn để bầu ra 577 nghị sĩ mới. Cho đến thời điểm này, ưu thế vẫn đang thuộc về Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia. Tiếp theo là Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới, trong khi Liên minh đa số ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang suy giảm, chỉ đứng thứ 3 trong Quốc hội mới. Các cử tri Pháp bắt đầu đi đến các địa điểm bỏ phiếu từ 8 giờ sáng theo giờ địa phương để chọn ra 577 nghị sĩ trong số hơn 4.000 ứng cử viên đăng ký tranh cử tại vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp trước thời hạn. Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 67% công dân Pháp trong số 49 triệu người đủ điều kiện đã đăng ký tham gia bầu cử. Chủ tịch Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia RN, ông Jordan Bardella, tham gia tại khu vực bầu cử Gages thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, nằm ở ngoại ô thủ đô Paris. Cơ hội để ông Bardella trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất của nước Pháp đang lớn hơn bao giờ hết, khi liên minh giữa Đảng Cực hữu RN và một số thành viên thuộc Đảng Bảo thủ cánh hữu, những người Cộng hòa, đang dẫn đầu. Theo hãng tin Sputnik, Bộ Nội vụ Pháp hiện đã công bố kết quả sơ bộ của vòng bầu cử đầu tiên, trong đó Đảng Cực hữu RN của chính khách kỳ cựu Marine Le Pen đã về nhất với 34,2% số phiếu bầu. Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới NFP đứng thứ hai với 29,1% số phiếu ủng hộ. Còn Liên minh Trung hữu của Tổng thống Emmanuel Macron chỉ giành được vị trí thứ 3 với 21,5% phiếu. Dựa theo những kết quả ban đầu này, Đài truyền hình quốc gia Pháp ước tính, Đảng RN dự kiến sẽ thâu tóm từ 240 đến 270 ghế trong Quốc hội, tương đương đa số ghế tại cơ quan lập pháp. Liên minh của ông Macron dự kiến sẽ mất hơn 160 ghế và có khả năng chỉ giành được từ 60 đến 90 ghế trong tổng số 577 ghế nghị sĩ. Nếu dự báo này thành hiện thực, đây sẽ là tổn thất nghiêm trọng mới sau khi Đảng Phục Hưng của Tổng thống Pháp hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu hôm 9 tháng 6. Bà Le Pen đã tuyên bố chiến thắng trước những người ủng hộ ông Macron, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ cho đảng của bà tại các khu vực bầu cử sẽ tổ chức bỏ phiếu vòng 2 vào tuần tới. Bà Le Pen phát biểu trước những người ủng hộ ở Lenin Beaumont tối ngày 30 tháng 6. Để thực hiện những cải cách mà đất nước cần, chúng tôi cần đạt được đa số tuyệt đối tại Quốc hội để ông Jordan Bardella, Chủ tịch Đảng RN, có thể được Tổng thống Macron bổ nhiệm làm Thủ tướng chỉ sau 8 ngày. Nữ chính khách này nhấn mạnh bà đã tái đắc cử vào Quốc hội và những người ủng hộ ông Macron rõ ràng đã thua ngay ở vòng bỏ phiếu đầu tiên. Theo Hiến pháp của Pháp, để trở thành nghị sĩ Quốc hội ngay tại vòng 1, các ứng cử viên phải đạt điều kiện kép là nhận được hơn 50% số phiếu bầu và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại khu vực tranh cử phải đạt ít nhất 25%. Giới phân tích nhận định, các ứng viên của Đảng RN sẽ dẫn đầu bầu cử vòng 1 ở nhiều khu vực, nhưng kết quả cuối cùng rất khó dự đoán do phiếu bầu bị phân tán. Họ tin rằng cuộc chơi thực sự sẽ được xác định ở bầu cử vòng 2 diễn ra vào ngày 7 tháng 7 tới đây. Ngày 9 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố giải tán Quốc hội để tổ chức tổng tuyển cử sớm sau khi Đảng Phục Hưng cầm quyền ở Pháp thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Quyết định của ông Macron đã gây ra một cơn địa chấn đối với chính trường Pháp. Trong tuyên bố giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử lập pháp sớm vào cuối tháng này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, sau khi tiến hành các cuộc tham vấn như quy định tại Điều 12 trong Hiến pháp, tôi quyết định trao lại cho các bạn quyền lựa chọn cho tương lai quốc hội của chúng ta bằng một cuộc bỏ phiếu, và vì vậy tôi quyết định giải tán quốc hội. Quyết định này rất nghiêm túc, khó khăn, nhưng trên hết là một hành động tin tưởng vào các bạn, đồng bào của tôi,
vào khả năng của người dân Pháp trong việc đưa ra lựa chọn công bằng nhất cho chính mình và cho thế hệ tương lai, tin tưởng vào nền dân chủ của chúng ta để tiếng nói có thể được trao cho những người có quyền quyết định. Điều này tốt hơn bất kỳ sự sắp xếp, bất kỳ giải pháp bấp bênh nào. Đây là thời điểm cần phải làm rõ. Quyết định của Tổng thống Macron được đưa ra trong bối cảnh Đảng Phục Hưng cầm quyền ở Pháp nhiều khả năng sẽ gặp thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Theo kết quả thăm dò đáng tin cậy sau cuộc bầu cử nghị viện châu Âu diễn ra ở Pháp vào ngày 9 tháng 6, Đảng Trung hữu Phục Hưng của ông Macron dự kiến chỉ giành được từ 14,8 cho đến 15,2% phiếu bầu. Đây được coi là kết quả dự đoán khá thất vọng vì Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia của phe đối lập do bà Marine Le Pen lãnh đạo dự kiến giành từ 31,5 cho đến 33% số phiếu bầu, Đảng Xã hội về thứ ba với 14% số phiếu bầu. Kết quả này đồng nghĩa với việc phe đối lập ở Pháp sẽ có tiếng nói trong các quyết định liên quan tới các chính sách của EU. Một bộ phận người dân Pháp tỏ ra sốc trước thông báo của Tổng thống Emmanuel Macron khi lo ngại sự trỗi dậy của phe cực hữu theo chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên, bà Marine Le Pen, lãnh đạo Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia ở Pháp, hoan nghênh quyết định tổ chức tổng tuyển cử sớm của ông Macron. Nữ chính trị gia đối lập cũng bày tỏ sẵn sàng làm thủ tướng nếu đảng của bà giành chiến thắng trong các cuộc bỏ phiếu sắp tới. Trong khi đó, ông Jordan Bardella, chủ tịch Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia khẳng định các con số trong cuộc bầu cử vừa qua đã thể hiện rõ quyết tâm của người dân Pháp. Với việc chúng tôi nhận được hơn 30% số phiếu bầu, người Pháp đã gửi thông điệp rõ ràng tới Tổng thống Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo châu Âu về sự thay đổi, đánh dấu sự quyết tâm của Pháp trong việc thay đổi hướng đi của EU. Giới phân tích nhận định, quyết định giải tán quốc hội sớm của Tổng thống Macron được coi là canh bạc lớn khi đặt cược quyền quyết định vào người dân Pháp trong trường hợp suôn sẻ, liên minh của ông giành lại đa số ghế ở quốc hội. Tuy nhiên, trong kịch bản không mong muốn, nếu Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia chiến thắng, lãnh đạo đảng là ông Jordan Bardella hoặc bà Marine Le Pen có thể trở thành thủ tướng, đưa nước Pháp vào tình trạng chung sống chính trị và 3 năm cuối trong nhiệm kỳ của ông Macron sẽ thật sự không dễ dàng. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!